Mỗi người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung. Người ta đã không thuộc về mình rồi, không còn là của mình nữa mà cũng chẳng thể đi đến đâu. Nhưng mà bởi vì chúng ta sợ mất nên cứ mãi ôm nỗi nhớ nhung đó trong lòng mình, vì vậy mà đau khổ. Nên giờ đi đâu á cũng thấy mấy bạn nữ khổ vì tình á, than người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà, thích ở bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười, than trách cho anh chẳng chịu thương em đến nơi. Đức Phật ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều bài pháp, và đạo Phật đi đến cuộc đời này đã mang và xoa dịu cõi lòng của bao nhiêu con người. Ngài đã dạy về cuộc đời, về khổ, tập, diệt đạo, thương yêu, xa lìa khổ, thù ghét, gặp nhau khổ. Và để nhìn nhận được cái khổ đó, chúng ta phải vững vàng cái tâm của mình, phải nhìn đời bằng con mắt tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. Em không cần phải cố chấp, tỏ ra mình đáng thương vì một người không tốt phải suốt đời cô đơn. Ít thôi nhé, không nhiều, nhưng từng chiều thường hay đưa đón.